Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Nguyễn Mẫn Gamer. Yeah. Ok anh em. À, vậy là năm 2021, năm Tân Sửu ấy, và năm ngày Tết. Nói thẳng là năm ngày Tết là mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 và hôm nay là mùng 5. Và vậy là chúng ta đã qua năm mùng, có nghĩa là chúng ta đã qua cái Tết rồi anh em. Và một số công ty cũng như là một số nơi ấy sẽ làm nhân viên sẽ làm việc vào ngày mùng 6 Tết. Ấy, như Mẫn thì bắt đầu ngày mùng 6 Tết là sẽ quay trở lại công ty để làm việc. Đó, và như đúng như ngày hôm nay thì Mẫn muốn nhân cơ hội này cũng như là trải nghiệm cái con xe mới, cái con xe phải nói là lần đầu tiên lăn bánh trên cái kênh của Mẫn luôn. Đó là một cái con xe bán tải, con xe 4 bánh, một cái con ô tô bán tải của con này của Swan Van Approach. Cái tên nó thì hơi khó đọc tí xíu, thì Mẫn đọc tiếng Anh hơi hơi kém. Mẫn có để cái tên ở dưới cái màn hình đó, anh em đọc, anh em coi anh em biết là nó là Van Approach. Đấy là cái con này nó khá là nó chạy bằng dầu anh em, nhiên liệu nó chạy bằng dầu. Và nó tới 1984 cc, 1984 mã lực nữa anh em. Và con này nó khá là mạnh bởi vì nó là thuộc dạng xe bán tải, cho nên nó có thể vượt cái địa hình dốc cũng như địa hình đồi núi, nó sẽ mạnh hơn là đối với những con mà nó không phải là dạng bán tải anh em nha. Đó thì con này được bán với cái giá đâu đó tầm 700 mấy chục triệu đến 800 mấy triệu, gần 900 triệu ấy anh em. Thì tùy thuộc vào cái độ mới của nó, hay anh em mua xe cũ hay cái kiểu. Đấy, thì hôm nay Mẫn muốn nhân cái mùng 5 Tết này anh em, chuẩn bị ngày mùng 6 thì Mẫn đi làm. Thì làm một cái video cũng như là trải nghiệm, và cũng theo cái nội dung là sẽ là mình sẽ đi từ dưới quê, mình sẽ đi từ dưới quê và mình chạy lên lại thành phố để mà chuẩn bị cho cái ngày làm việc sau Tết anh em ạ. Đó, và Mẫn đang đậu ở đây là một cái miền quê anh em. Lan để đây là một cái miền quê, nói chung là cũng khá là hẻo lánh, xe thì chạy khá là ít anh em, và không phải là xe nhiều như ở trên đường trên thành phố nữa đó. Và hôm nay thì Mẫn sẽ chạy cái con xe mới này, One Pro gì đó, chạy con xe mới này từ ở dưới quê và chạy lên thành phố để chuẩn bị bắt đầu một công việc, bắt đầu một ngày làm việc mới sau một năm, sau những ngày nghỉ Tết giải lao về quê đó anh em. Thì anh em biết là Tết là cái ngày sum họp mà, cho nên có rất là nhiều người đang ở dưới quê ăn Tết, và hôm nay họ cũng bắt đầu đi lên bằng cách là hồi nãy mới ra đường thì cũng thấy là khá là đông, là do người ta từ dưới quê ta lên, anh em nào là chở gà chở vịt rồi chở bánh chưng bánh tét rồi từ lưa la quần áo vân vân các kiểu rồi đó, họ đi từ dưới quê lên để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Ok, và hôm nay Mẫn làm cái video này để lần đầu kỷ niệm cái ngày mà trước khi đi làm anh em. Ok, hôm nay hơi bệnh anh em, hơi bệnh thì có thể nói tính nó hơi nhỏ tại vì cũng hơi sổ mũi đó, thì anh em thông cảm. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hành trình đi từ đường dưới quê lên lại thành phố. Mẫn đi ở Sài Gòn, thì nói lại là lên lại Sài Gòn để chuẩn bị bắt đầu cho một cái ngày làm việc, chuẩn bị cho ngày mai chúng ta đi làm việc trở lại bình thường anh em nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu trải nghiệm nha. Ok, let's go. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con xe này. Đây là nó một chút cho anh em biết, thì cái con xe này nó ở trong nội thất của nó cũng không có cái gì đặc biệt anh em. Nội thất của nó cũng bình thường thôi. Đây là do Mẫn đi một mình cho nên là ở bên cạnh của Mẫn đấy là Mẫn để một cái ba lô có quần áo đồ các kiểu, một vài cái con lắc cho nó đẹp anh em, một cái trái trâu xeo dưới xe, một cái con ngựa cũng như là một cái điện thoại để chỗ này. Đấy, đây là cái vô lăng của con xe này ha. Vô lăng con xe này nhìn khá là đẹp ha, khá là tầm tất nha, khi mà lên đèn thì nó cũng rất là đẹp luôn đó. Đây, Mẫn thử lên đèn anh coi. Đi thôi. Đó, nó lên đèn á, nhìn cũng rất là đẹp anh em nha. Đó. Và ở hai bên đây nè, hai bên đây là hai cái máy lạnh, ở đây là một cái máy nghe nhạc. Mà ở đây cái máy nghe nhạc thì Mẫn sẽ không Mẫn sẽ mở nhạc, và đồng thời nó cũng là một cái GPS để chỉ đường chúng ta luôn nha anh em nha. Hôm nay thì chị Google đã trở lại với mình. Chị Google làm việc sớm hơn anh em mình nữa, cho nên hôm nay sẽ nhờ chị Google chỉ đường. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm con xe mới này. Đó, từ nhà dưới quê anh em nha, từ nhà dưới quê và chúng ta chạy lên là Sài Gòn. Ok, let's go anh em ơi, đi thôi anh em ạ. Đề máy lên và đi thôi. Tìm lộ trình thay thế, chị Google chưa dễ tìm lộ trình thay thế, trời ơi mình chưa ra khỏi xe
chưa ra khỏi chỗ này mà thay thế gì chị ơi. Ơi anh em chúng ta lên đường thôi nha. Đây anh em, thì chỗ này là cái nhà dưới quê rồi anh em. Đó thì bây giờ chúng ta từ từ bò ra ngoài nha. Cái cổng này nó hơi là nhỏ xíu. Bà chị đi lẹ bà chị ơi. Ôi ôi coi bả kìa. Bà ỷ nhà bả ở đây cái là bắt đầu bả đi một mình, bả phải đi chơi thơ đi thơ đi thơ vậy đó anh em. Đấy. Ok, lên đường thôi anh em. Mở một chút nhạc lên cho nó tâm nghe cho nó vui vui nha. Ok, rồi chúng ta đi thôi nào. Ok, máy bay nghe. Ẩm dày đi nghỉ Tết vui nghe, máy bay nghe. Ok, lên đường thôi nào. Đây là cái bến xe anh em, ở bên tay trái vẫn là cái bến xe của tỉnh, bến xe liên tỉnh anh em đó. Trong đấy đường quê này thì xe rất là ít, nhưng mà đa số là xe nhà thì khá là giàu anh em. Anh em thấy là nhà nào nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó cũng có xe ô tô hết. Bị sổ mũi anh em thông cảm nha, nói hơi hơi ấy xíu. Giờ phải đem cả mứt gừng anh em, đem cả mứt gừng để mà ăn. Đó, thấy không? Nhà rất là nhỏ nha, nhưng mà nhà nào cũng có ô tô hết. Đường dưới quê thì em biết nó không mấy lớn, đường xe chỉ vừa đủ thôi chứ nó không thể nào nó lớn được. Chú bò làm gì nè anh em? Con bò nó xiết cái gì là có mấy ông nội kia chụp hình nữa chứ, hay dữ ta. Trời ơi, nhìn con gà kìa. Trời đất ơi, bồ câu hay gì không biết nữa. Ôi ôi, ai nuôi gà mà để vậy chạy cán chết hết còn gì. Là nếu không, chứ nhà nhà như thế này mà cũng có ô tô đậu anh em. Chỗ này là đang nuôi bò sữa anh em. Đó, nhà dưới quê mà. Cho nên nuôi gà, nuôi vịt, bò sữa rồi các kiểu, rồi cố viết container nó mới ghê chứ. Nhà nhỏ nhỏ trong công ty banner luôn chứ bây giờ ở đâu nha anh em nha. Công ty banner là nó mắc gấp 3 lần con này luôn á anh em, không phải là bình thường đâu. Ồ chỗ này nó hơi hẹp nè anh em. Anh em chắc nay chắc cũng lên bắt đầu từ dưới quê lên rồi nhỉ. Nay mùng 5 mà còn gì hết, mùng 5 là mùng 6 là đi làm rồi. Chỗ này là một cái chợ ở dưới quê nha anh em. Đó, chỗ này là một cái chợ dưới quê. Đó, bây giờ cũng vắng rồi anh em. Mấy bữa đông lắm, giờ vắng rồi do ta đi lên Sài Gòn hết rồi, ai đâu. Đó, máy bay nha. Chỗ này là một cái chỗ cái xưởng nhỏ nhỏ anh em, cái chỗ xưởng công ty nhỏ. Đấy. Xe công ty nó đậu rất là nhiều nha. Đường này mà mấy chiếc container vô không biết sao nó quanh đầu rồi cũng hay hết chứ. Bị sổ mũi anh em ơi, phải ăn ít chứ được chứ hả. Cái nhà nó thiếu 2 chiếc ô tô nè mà. Anh em thấy không, nhà rất là nhỏ nhưng mà ô tô đậy đậy đậu rất là nhiều nha. Đấy, đừng có tưởng nhà dưới quê là nghèo đâu, họ rất là giàu nha. Đấy, nói chung là ngày Tết là cái ngày sum vầy anh em ạ. Thì
Ai đi làm xa quê hay gì tứ xứ gì cũng sẽ đi về tới đi về quê ăn Tết cùng với cha mẹ của mình hay là những người thân yêu đó, thăm bà con các kiểu. Nhưng mà sau những ngày Tết thì chúng ta cũng phải bắt buộc phải lên trở lại thành phố thôi anh em, chúng ta sẽ không thể nào mà ở dưới quê được hoài đó, tại vì chúng ta phải lên phố kiếm tiền chứ, việc gì chúng ta phải ưu tiên cho tiền bạc á, trên đời này có tiền mới là có tất cả anh em ạ. Đấy, người yêu có thể là không có anh em, nhưng mà tiền bạc không có là không được anh em nha. Có tiền thì chúng ta mới lo được cho gia đình rồi cho các người những thành viên, những người mà chúng ta yêu thương nha. Còn không có tiền thì chúng ta sẽ không có làm được gì cả anh em. Đó cho nên chúng ta phải ưu tiên cái việc là chúng ta đi làm. Đấy, cái đi làm thì mới có sinh ra tiền. Đấy mà chúng ta đợi đến Tết năm sau chúng ta lại về, hay là những cái dịp ngày lễ hội khác đó, chúng ta được nghỉ 1 2 ngày chúng ta sẽ tranh thủ về. Ồ cái đường này nó khá là dằn anh em ạ. Đấy, anh em chạy cái con đường này là anh em thấy cái vô lăng cái con G29 này nó tưng 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 á, y chang như là anh em chạy ngoài thật đó anh em ạ. Ồ khoan, em vẫn coi thử coi mà nó chỉnh cái con ấy lên chưa ta, nè mà nó chỉnh lên hết rồi nè anh em. Đó thì anh em chạy cái đó thì anh em sẽ thấy được, cảm nhận được cái con G29 nó rung nha. Đó thôi là hôm nay họ trời mưa nha, trời mưa là mấy cái chỗ thủng thủng như là nó ngập là chết dịch luôn á. Đó cho anh em coi lại nè, đó con đường mình vừa mới qua nha, đó khá là ấy luôn, trời mưa là ngập dữ lắm. Ai mà đường dưới quê, ai mà về quê thì hôm nay lên lại Sài Gòn để mà làm việc anh em ơi. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn thôi anh em, cho nên là cỡ nào thì chúng ta cũng phải di về quay trở lại thành phố để chúng ta làm việc kiếm tiền á. Tự nhiên không biết sao điện mấy ngày kia mới nghĩ vẫn khỏe re anh em, tự nhiên nay ngày cuối cái bị sổ mũi, nhảy mũi từ chiều tới giờ luôn ấy. Mà ngày mai đi làm mà sợ không có thời gian quay clip cho anh em xem nên nay tranh thủ. Ôi trời, dáng vừa ăn mứt gừng vừa ấy nó không bị nhảy mũi. Ở đây một cái đoạn đường nữa anh em, ở phía trước là một cái đoạn đường nữa đó, một cái đoạn đường ở nhà nông thôn nữa anh em, trước khi mà chúng ta đi đi ra đường lớn nha. Ồ đây là chắc mấy người ta đang đứng chờ xe khách đó anh em, hồi nãy có cái bến xe liên tỉnh ấy, cái là chờ xe khách. Ôi trời ơi bà chị, xe chạy thế này mà bà vẫn lủi qua đường được thì không hiểu được anh em à, thật sự là khó khăn quá, là phải khó khăn luôn ấy. Ở trên đây nhà cửa bắt đầu nghèo lại hay sao quá anh em, chả thấy chiếc ô tô nào nữa rồi. Ơ bà chị, trời ơi mấy người ở dưới quê nha anh em, mấy người ở dưới quê người ta qua đường ẩu lắm, cho nên mình dưới quê mình chạy em chậm thôi, đừng chạy nhanh không có đập ga được như trên thành phố đâu anh em, mình cứ chạy từ. Đấy 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 anh em thấy không, nãy giờ 2 3 người rồi, nãy giờ 2 3 người rồi đó, qua đường họ cứ là qua thôi, họ không có kêu xeo giỏi gì đó. Nhiều lúc mà mình đang chạy anh em, mà mình chạy ở trên đường ấy mà đang chạy vậy đó mà tự nhiên có người tự nhiên không đang đi xe đạp mà không có tín hiệu gì cả, không có giơ tay gì luôn mà họ băng qua đường cái một rồi. Get ready to turn left. Đây là một cái chợ nữa anh em, đây có một cái chợ nha, xe đậu rất là nhiều, chắc là mấy chiếc xe mà ta chuẩn bị lên lại thành phố á, ta ghé ta mua mua đồ về đó anh em, mua đồ cho bà con ở trên thành phố á, mua Dễ đồ về tặng cháy. đó. Để trái ha, chịu gọi khi để trái rồi mình để trái anh em. Bị sao mũi mệt quá anh em ạ. À, chắc là mấy cái này là đang chờ xe liên tỉnh đó anh em. Đó, có xe quay rồi các kiểu nè. Ok, mình lên đường ha, mình đi rẽ trái thôi. Rồi bác đã nhường mình rồi, cảm ơn bác nghe.
Cảm ơn bác đã nhường nha. Đây nè, cái bánh xe hồi nãy nằm đây là anh em. Bánh xe hồi nãy từ hôm đó chạy ra nằm đó đó, bánh xe liên tỉnh đó anh em. Đó, nằm đó đó, đó bánh xe liên tỉnh nè. Đó. Trong đây là một cái chợ anh em. Ok, bây giờ là chúng ta đang trên đường đi về nhà rồi anh em ạ. Chúng ta đang trên đường chúng ta đi về trở lại Sài Gòn. Ồ, này quá ảo quá. Quá ảo quá bác ơi. Đó, nếu mà ra đi đường lại thành phố là bắt đầu xe nó nhiều hơn rồi đó anh em. Nó nhiều hơn cái đường quê nãy, là đường quê nãy nó hơi nó vắng xe. Bởi nó đậm với xe luôn, xe gì ít. Con xe này đang hôm nay đang trải nghiệm đó là cái con xe vua Gen gì đó anh em. Con Gen Gen gì đó. Gen Gen Abroad gì đó, tiếng Anh nó khó là khá là độc. Đấy. Vì ở Việt Nam mình cái con này chắc nó cũng hiếm chứ không nhiều. Đa số con này chạy bên nước ngoài, bên nước khác nhiều thôi mà. Bên mình thì đa số là hãng Toyota thôi. Chứ mấy hãng mà như thế này thì hơi hiếm. Ok, chúng ta tới kết thúc hành trình nữa em, tới nhà nè em ơi. Bây giờ chúng ta vô nhà nha. Đó. Chúng ta vô nhà để chuẩn bị đồ đạc, mai còn đi ấy nữa nè em. Mai đi làm nữa rồi. Ô, nhà cửa dạo này không ai chăm sóc hết nha. Anh em thấy không? Đó. Sổ mũi mệt lắm đó. Bệnh chứ phải dán chạy quê lên để mai đi làm mấy anh em ạ. Nay là mùng 5 Tết nha, mai là mùng 6 mới đi làm cho là ok anh em. Vậy là cái chuyến xe chạy từ ở dưới quê quay trở lại thành phố để mà chúng ta chuẩn bị cho một cái kỳ nghỉ làm việc đó. Một cái kỳ nghỉ, một cái ngày làm việc sau một cái kỳ nghỉ Tết Tân Sửu cùng mình đến đây xin kết thúc. Thì anh em nào mà yêu thích con xe này thì mình có để cái đường link bên dưới á, anh em vào cái đường link đó anh em tải về chơi nha. Con xe này thì nó đang thì nó thẳng ra đó Việt Nam thì nó khá là hiếm, thì đa số là ở bên ngoài thì ta chạy con xe này nhiều, chứ bên Việt Nam mình thì thấy con này cũng hơi hiếm một tí xíu đó. Thì hôm nay do là bệnh cho nên sẽ không chạy được xa, nghĩa là nói chuyện nó cũng hơi khó này anh em, cho nên không có dám chạy xa, cũng như là cũng không dám nói chuyện nhiều. Thì danh đủ ngày hôm nay là ngày cuối cùng được nghỉ ở nhà thì làm một cái video gửi đến cho anh em xem đó, với mục đích là chúc anh em ai mà từ dưới quê lên thành phố đó thì sẽ thuận lợi bình an và có một cái kỳ nghỉ Tết thật là tuyệt vời bên những người thân yêu và gia đình. Chúc anh em đầu năm mới thì vô công ty sẽ được ship khen cũng như là làm việc thành công và mau thăng tiến anh em nha. Ok, hôm nay thì mùng 5 Tết, cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho kênh của Nguyễn Mẫn Gamer. Thì hy vọng là trong năm mới này thì anh em sẽ tiếp tục xem và ủng hộ cho kênh của mình tiếp nha. Mình có làm hai game, đó là một game trên điện thoại là Bus Simulator Indonesia và một game mình đang lái xe hiện tại bằng vô lăng, đó chính là ETS 2. Đó thì anh em nào mà có thắc mắc gì hay là muốn vẫn trải nghiệm con xe gì, giải đáp gì thì anh em cứ để lại bình luận ở trong cái vùng video này nha. Đó, ở trong cái bình luận đầu tiên mình có ghim cái group để cho anh em vào đó chúng ta trao đổi cùng với nhau. Ở hai cái tựa game này thì anh em nào có yêu thích những cái đam mê lái xe thì nhớ vào group nha. Ok, bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh em. Hôm nay bệnh quá, hẹn gặp anh em ở một ngày không xa để dưỡng bệnh cả anh em. Dưỡng bệnh xong rồi sẽ làm video tiếp để phục vụ cho anh em. Ok, chúc anh em năm mới nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Ok, trước khi rời đi anh em nhớ kéo xuống dưới nhấn vào nút biểu tượng đăng ký và cũng như là nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của Nguyễn Mẫn Gamer nha. Ok,
Bye bye anh em. Yeah. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích, kéo xuống dưới, nhấn vào nút màu đỏ để đăng ký kênh. Nhớ like và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Bye bye.